Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk, chiến lược, công nghệ và những câu hỏi lớn đặt ra. Cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đầu tháng 8 năm 2024 đã gây ra một cú sốc lớn cho cả nước Nga và cộng đồng quốc tế. Đây không chỉ là một sự kiện quân sự đáng chú ý vì quy mô và tính bất ngờ mà còn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài giữa hai nước. Việc quân đội Ukraine đột kích vào sâu trong lãnh thổ Nga, chiếm đóng hàng chục thị trấn và làng mạc, đã đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược, công nghệ quân sự và tính khả thi của những hoạt động quân sự tương tự trong tương lai. Sự bất ngờ trong chiến lược và kế hoạch tỉ mỉ của Ukraine. Cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 8 đã cho thấy một bước tiến đáng kể trong khả năng tác chiến của quân đội Ukraine. Theo nhận định của Wall Street Journal, VGSG, cuộc tấn công này không phải là một hành động bộc phát mà là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị bí mật và tỉ mỉ. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng tình báo và phản ứng của Nga, vốn được cho là có mạng lưới an ninh nội địa rất chặt chẽ. Từ đó, sự kiện này không chỉ làm nổi bật khả năng tổ chức và thực hiện chiến dịch của Ukraine mà còn đặt Nga vào tình thế phải đánh giá lại những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của mình. Chiến dịch của Ukraine được thực hiện với một sự phối hợp cao độ giữa các lực lượng khác nhau, bao gồm cả các đơn vị tác chiến điện tử và các đơn vị cơ giới. Đặc biệt, việc sử dụng các thiết bị quân sự phương Tây như xe bọc thép Stryker của Mỹ và Marder của Đức đã chứng minh hiệu quả lớn trong việc di chuyển nhanh và tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga. Những thiết bị này đã tạo ra sự linh hoạt và sức mạnh đáng kể cho quân đội Ukraine, cho phép họ thực hiện những cuộc tấn công chớp nhoáng và đạt được kết quả mong muốn trong thời gian ngắn. Công nghệ tác chiến điện tử, yếu tố quyết định thành công. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của cuộc tấn công là khả năng tác chiến điện tử của Ukraine. Các đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine đã đóng vai trò then chốt trong việc gây nhiễu hệ thống liên lạc và thiết bị bay không người lái, UAV, của Nga. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga mà còn tạo ra một lớp bảo vệ quan trọng cho lực lượng tấn công của Ukraine, giúp họ tiến sâu vào lãnh thổ Nga mà không bị phát hiện sớm. Điều đáng chú ý là các đơn vị tác chiến điện tử đã vào lãnh thổ Nga trước khi lực lượng tấn công cơ giới chỉnh đến, tạo ra sự gián đoạn lớn trong hệ thống phòng thủ của Nga. Điều này cho thấy một chiến lược phức tạp và tinh vi, trong đó các hoạt động tác chiến điện tử không chỉ là hỗ trợ mà còn là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của chiến dịch. Phản ứng của Nga và thách thức đối với Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk đã không chỉ làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự hào quốc gia của Nga mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với việc duy trì và tận dụng những thành công ban đầu của Ukraine. Nga đã nhanh chóng phản ứng bằng cách triển khai máy bay chiến đấu, trực thăng và các đơn vị tinh nhuệ khác để đối phó với cuộc đột kích này. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom Su-34 đã thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượng nhằm vào lực lượng và phương tiện bọc thép của Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Kết quả là Ukraine đã mất 27 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, chỉ trong vòng 24 giờ. Phản ứng quyết liệt của Nga cho thấy rằng dù Ukraine đã đạt được những thành công bước đầu, việc duy trì thế chủ động trong cuộc xung đột này không hề đơn giản. Sự thiệt hại về phương tiện và nhân lực có thể đặt Ukraine vào tình thế khó khăn, đặc biệt khi phải đối mặt với một lực lượng Nga vẫn còn rất mạnh và quyết tâm. Những câu hỏi lớn về chiến lược và tương lai của xung đột. Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk mở ra nhiều câu hỏi về chiến lược quân sự của Ukraine trong tương lai. Liệu Ukraine có thể tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thổ Nga hay không? Và nếu có, liệu Nga sẽ phản ứng ra sao để bảo vệ lãnh thổ của mình? Hơn nữa, cuộc tấn công này cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đồng minh phương Tây của Ukraine về khả năng tự chủ và sáng tạo trong chiến lược quân sự của Kiev. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về sự bền vững của những chiến lược này khi đối mặt với sự phản công từ phía Nga. Cuối cùng, cuộc tấn công này có thể là một tín hiệu cho thấy xung đột giữa Ukraine và Nga đang bước vào một giai đoạn mới, phức tạp hơn và khó lường hơn, đòi hỏi cả hai bên phải xem xét lại chiến lược và sự chuẩn bị của mình cho những diễn biến tiếp theo. Thủ đô Kiev bị tập kích tên lửa UAV. Cập nhật chiến sự ngày 18 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 81 cuộc giao tranh và quân Nga vẫn hoạt động tích cực nhất ở hướng Pokrov, tỉnh Donetsk.
theo hãng thông tấn Urinform. Theo bộ này, giao tranh vẫn xảy ra ác liệt ở các hướng tỉnh Kharkiv, gồm ở thành phố Kupiansk, Liman ở tỉnh Donetsk, gồm ở thành phố Siver, Kramatorsk, Torezh. Tổng thống Zelensky cho biết, vào ngày 18 tháng 8, Nga đã phóng 40 tên lửa, 750 quả bom dẫn đường và 200 máy bay chiến đấu không người lái UAV vào các thành phố và làng mạc của Ukraine trong tuần qua, theo Kyiv Independent. Những vụ tấn công này bao gồm một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và UAV vào Kiev vào sáng 18 tháng 8. Đây là vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ ba nhằm vào thủ đô Ukraine trong tháng 8. Theo cơ quan quản lý quân sự Kiev, tên lửa đạn đạo dùng trong cuộc tấn công này nghi do Triều Tiên cung cấp cho Nga. Theo thông tin sơ bộ, phía Ukraine cho rằng quân Nga rất có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất. Thông tin do Không quân Ukraine công bố sau đó cho biết Nga đã dùng hai tên lửa đạn đạo này, một tên lửa của Nga cũng như 5 tên lửa hành trình và 8 UAV để tấn công Kiev. Lực lượng này cho biết thêm rằng hai tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và tất cả 8 UAV đã bị bắn hạ. Rất may là cuộc tấn công không gây ra thương vong nào. Kyiv Independent cho rằng Triều Tiên từ lâu đã nổi lên là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Nga. Ukraine cho rằng phía Triều Tiên cung cấp cho Moscow nhiều gói vũ khí quân sự lớn, bao gồm tên lửa đạn đạo và hơn 3 triệu quả đạn pháo. Nga, Ukraine thương vong lớn ở Kharkiv, Donetsk. Cập nhật chiến sự ngày 18 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày lực lượng Nga đã giành được khu định cư Svirin Donoka ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS. Bộ này cho biết các nhóm lực lượng phụ trách các khu vực tác chiến ở Ukraine đã gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất cho Ukraine. Trong đó, đáng chú ý nhất là hoạt động của nhóm chiến đấu phía Nam và nhóm chiến đấu phía Tây. Cụ thể, nhóm chiến đấu phía Nam của Ukraine đã cải thiện vị trí chiến thuật, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở gần các khu định cư Chasivya, Stupotsky và Brestenchino ở tỉnh Donetsk. Nhóm chiến đấu này đã khiến Ukraine mất tới 420 quân, phá hủy nhiều phương tiện quân sự, 2 kho đạn và 1 kho nhiên liệu. Còn nhóm chiến đấu phía Tây của Ukraine đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn, gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Petropavlivka, Tabaika, Novoplotonika và tỉnh Kharkiv. Stemakhivka của tỉnh Luhansk và Tokke ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất tới 440 quân, 1 xe chiến đấu, 6 ô tô cùng một số trang thiết bị quân sự khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!